Ancient, Alexander III, 356-323 trước Công nguyên, còn được gọi là Alexander Đại Đế. Đây là vị vua thứ 14 của Vương quốc Macedonia, song ít dành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà. Trong thời kỳ nắm vương triều, ông chủ yếu thực hiện các cuộc mở mang bờ cõi và được xem là một trong những vị tướng thành công nhất lịch sử, đã chinh phục gần như toàn bộ thế giới mà ông biết đến. Người ta tin rằng Alexander Đại Đế là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong các cuộc chinh phạt, hoàng đế oai hùng cưỡi trên lưng thần mã Bucephalus, đánh đến đâu là thắng đến đó. Alexander Đại Đế, một trong những vị quân vương nổi tiếng nhất thời cổ đại, hậu thế nghìn năm sau vẫn còn ngưỡng mộ. Sự nghiệp chinh chiến vĩ đại của ông là có một không hai, và cái chết của ông vẫn để lại nhiều suy ngẫm cho người đời. Nhưng ít ai biết được rằng, vào thời khắc sắp cận kề cái chết, ước nguyện cuối cùng của ông đã khiến cho quan binh đồng loạt rơi nước mắt. Ước muốn của vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử. Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, năm 323 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, ông nhận ra cái chết đang cận kề và ông không kịp trở về quê hương. Những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén, sự giàu có, tất cả không còn nghĩa lý gì. Ông gọi quan binh đến và nói: "Ta sắp rời bỏ thế gian này, ta có 3 điều nguyện ước và các người hãy thực hiện theo nó." Các vị tướng hô vang tuân lệnh trong dòng nước mắt. Những ý nguyện cuối cùng của Alexander Đại Đế khi sắp chết: Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt 3 ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y, bác sĩ giỏi nhất của thời đó. Tất cả các báu vật của ngài, vàng bạc châu báu, phải được giải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài. Và đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy. Một vị cận thần của ngài rất đỗi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế. Ngài Alexander đã giải thích như sau: "Ta muốn chính các vị ngự y, bác sĩ giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết thì chính họ là những người tài giỏi nhất, cũng không có tài nào để cứu chữa. Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này một khi ta nhắm mắt xuôi tay tử dã cõi đời. Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với 2 bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có 2 bàn tay trắng." Nói xong, Alexander thở dài một tiếng rồi từ từ nhắm mắt. Một cuộc đời oanh liệt với bao chiến công đã kết thúc như vậy. Lời giải cho bí ẩn 2.000 năm cái chết của Alexander Đại Đế. Vậy tại sao Alexander Đại Đế lại ra đi đột ngột như vậy? Những bí ẩn xung quanh cái chết bất ngờ của vị vua Alexander Đại Đế luôn thu hút được sự quan tâm của giới sử học. Mới đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Otago, New Zealand đã công bố những tài liệu nói về sự thật đằng sau cái chết bất ngờ của vị vua Alexander Đại Đế từ hơn 2.000 năm trước này. Alexander Đại Đế, vị vua quyền lực và vĩ đại nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại, không chỉ nổi tiếng vì những thành tựu to lớn, vương triều hùng mạnh ông tạo nên, mà còn bởi sự qua đời đột ngột, bí ẩn vào năm 323 trước Công nguyên, khi ông mới 32 tuổi. Trong suốt một thời gian dài, các nhà sử học đã tranh cãi liệu Alexander Đại Đế qua đời là lý do tự nhiên hay bị ám sát trong buổi yến tiệc. Nhà độc dược học Leo Skep, người phụ trách nghiên cứu tại Đại học Otago, đã dành cả thập kỷ để tìm kiếm những bằng chứng về dấu hiệu bị đầu độc của vua Alexander, và ông bác bỏ những ý kiến cho rằng vị hoàng đế này bị đầu độc bởi arsen hoặc strychnine. Ông bắt tay vào việc tìm ra sự thật này khi nhận được yêu cầu vào năm 2003. Cùng với cộng sự là tiến sĩ Pat Whitley, ông Skep khẳng định rằng thủ phạm gây ra cái chết của Alexander Đại Đế chính là cây lê lư trắng, hay còn được gọi là cây trị điên. Loài cây lê lư trắng này vốn được sử dụng rộng rãi trong xã hội Hy Lạp cổ đại để điều trị bệnh ói mửa. Tuy nhiên, khi được lên men thành rượu, nó sẽ là loại độc dược nguy hiểm.
Thực tế, khi lên men, loại thảo dược này sẽ có vị rất đắng, nhưng có khả năng những người chế biến đã làm tăng vị ngọt để thức uống hấp dẫn hơn. Kết quả là vị hoàng đế đã thưởng thức khá nhiều loại rượu này trong buổi yến tiệc, dẫn tới bị say và trúng độc. Lý do mà hai nhà độc dược học Pat và Skep bác bỏ các loại thảo dược có độc khác như cây độc cần, cây ngải, cây phỉ ốc tư là vì độc dược trong những cây trên rất mạnh, sẽ gây ra cái chết nhanh chóng ngay lập tức cho vị hoàng đế. Nhưng trên thực tế, Alexander Đại Đế đã chịu sự đau đớn khủng khiếp suốt 12 ngày liền, hoàn toàn mất khả năng đi lại, cấm khẩu rồi qua đời. Vì vậy, giả thuyết về cây lê lư trắng là thích hợp và chính xác nhất. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không thể khẳng định sự trúng độc này là do cố ý sát hại Alexander Đại Đế hay chỉ là tai nạn hy hữu mà thôi. Nhiều sử sách cho rằng Alexander Đại Đế có xu hướng tình yêu đồng giới bởi ông yêu chàng chỉ huy đội kỵ binh Hephaestus và cả hai gắn bó quấn quýt với nhau như một đôi tình nhân. Và thời đó tại Hy Lạp cổ đại, đồng tính luyến ái rất phổ biến và điều này được xã hội chấp nhận. Và nhiều tài liệu còn chép lại rằng Alexander Đại Đế và Hephaestus đã bắt đầu quan hệ thân mật từ khi diễn ra cuộc chinh phạt thành Troy. Tình yêu đồng giới của Alexander Đại Đế. Có một bí mật được xem là động trời của vua mà đến sau này các nhà nghiên cứu mới khai quật, đó chính là mối tình đồng giới giữa Alexander Đại Đế với anh chàng chỉ huy đội kỵ binh Hephaestion. Một số tài liệu ghi nhận Alexander có tình cảm sâu sắc với chàng Hephaestion, chỉ huy đội kỵ binh và cũng là bạn thân từ thời thơ ấu. Thuở nhỏ, hai chàng trai học chung với một nhóm trẻ con nhà quý tộc ở Macedonia dưới sự dạy dỗ của nhà triết học Aristotle. Chàng Hephaestion đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên trong lịch sử nhân loại vào thời điểm Alexander Đại Đế tiến đến thành Troy. Những nghiên cứu lịch sử gần đây của tác giả Alien trong cuốn Varia Historia, mục 12.7 khẳng định Hephaestion từng tiết lộ ông là người tình của Alexander. Cuộc đời chiến tranh oanh liệt. Ngay từ năm 16 tuổi, Alexander đã bắt đầu theo cha rong ruổi chinh chiến và học hỏi những kỹ năng chiến trận từ cha mình, hoàng đế Philip. Năm 336 trước công nguyên, Alexander chính thức lên ngôi hoàng đế xứ Macedonia. Lên kế vị không lâu, ông bắt đầu tiến hành các cuộc chinh phạt không ngừng mở rộng lãnh thổ. Bằng tài năng quân sự thao lược của mình, Alexander đã đạp cả Hy Lạp dưới gót chân, hướng mũi giáo chinh phạt Tiểu Á, Ba Tư, Lưỡng Hà, Ai Cập. Thậm chí Alexander còn đi xa hơn tất cả những người tiền nhiệm của mình khi mang quân áp sát tới tận biên giới phía bắc Ấn Độ, lưu vực sông Ấn. Chỉ trong vòng 13 năm ngắn ngủi, Alexander dựng nên một đế chế trải dài từ Âu sang Á, bao gồm tất cả các trung tâm văn minh lớn của thế giới cổ đại. Ông cũng là một mãnh tướng bất khả chiến bại theo đúng nghĩa đen, chưa từng thua bất kỳ trận nào trong nghiệp cầm quân. Ở tuổi 24, Alexander Đại Đế được thần dân Ai Cập ca ngợi là một vị cứu tinh và được tôn vinh là một pharaoh, tức hiệu chỉ các vị vua của Ai Cập cổ đại. Tên của ông được đặt cho thành phố cảng lớn nhất Ai Cập, Alexandria. Sau cái chết của cha mình, hoàng đế Philip II, Alexander Đại Đế trở nên vô cùng mạnh mẽ và không gì có thể khuất phục. Ông từng bước trở thành đại đế tài giỏi bậc nhất lịch sử. Và thứ gì đã tôi luyện Alexander Đại Đế trở thành một vị tướng lĩnh tài giỏi nhất mọi thời đại? Và ai là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời của ông? Hai người thầy vĩ đại của Đại Đế. Để được lịch sử vang danh muôn đời, để nắm trong tay những vùng đất giàu có và quy phục được lòng dân, Alexander Đại Đế đã khổ luyện, chinh chiến rất nhiều. Trong cuộc đời của mình, Alexander may mắn có được hai người thầy vĩ đại chỉ dạy, đó là triết gia Aristotle và vua cha, hoàng đế Philip II. Năm Alexander 13 tuổi, vua cha Philip II đã mời triết gia nổi tiếng Aristotle 384 trước công nguyên, 322 trước công nguyên về dạy dỗ cho hoàng tử. Nhà triết học vĩ đại đã cho Alexander một nền giáo dục nghiêm ngặt và toàn diện, chuẩn bị cho cậu bé định mệnh mà cha cậu đã chọn sẵn, trở thành hoàng đế kế nhiệm vua cha. Aristotle đã truyền dạy cho Alexander tình yêu quê hương đất nước qua bộ thơ anh hùng ca cổ Hy Lạp của Homer, bài ca thành Ilium, sử thi Iliad. Sử thi Iliad nhanh chóng chiếm được tình yêu của Alexander, trở thành tác phẩm văn học yêu thích nhất của ông. Suốt cuộc đời mình về sau, Alexander vẫn giữ cẩn thận bản sao của tác phẩm vĩ đại này. Cùng với việc học văn hóa và kiến thức, Alexander được vua cha dạy dỗ và truyền đạt các kế sách dụng binh đấu kiếm. Không những thế, Alexander còn được huấn luyện thực tế trong các trận chiến của cha mình.
năm 16 tuổi, khi đã đủ lông đủ cánh, vua cha cho phép Alexander bắt đầu sự nghiệp quân sự. Không phụ lòng hoàng đế Philip II, cậu đã chiến đấu và đánh bại quân Tarsian trong trận chiến đầu tiên của mình. Vài năm sau đó, năm 336 trước công nguyên, khi hoàng đế Philip II băng hà, Alexander đã thay thế cha mình trở thành tổng tư lệnh kiệt xuất của lực lượng quân Macedonia, thay vua cha trị vì đất nước, trở thành hoàng đế Alexander III của vương quốc Macedonia. Đối với thần dân Ai Cập, Alexander Đại Đế là một vị thần tối cao giáng thế. Họ tôn thờ và ngưỡng mộ ông. Ông hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần, chính trị và văn hóa của Ai Cập. Sự ảnh hưởng của ông đã định hình 300 năm tiếp theo của Ai Cập. Sau khi không thể tiến thêm về phía đông, Alexander cuối cùng cũng từ bỏ kế hoạch viễn chinh của mình và thừa nhận giới hạn của đế chế dừng lại ở bờ sông Ấn. Năm 323 trước công nguyên, trên đường trở về Babylon, Alexander mắc trọng bệnh rồi qua đời ở tuổi 33. Đối với các sử gia, không ai không nhắc đến sức ảnh hưởng lớn lao của Alexander Đại Đế đối với thế giới cổ đại. Và những cuộc chinh phạt của ông đã giúp xác định nên thời đại Hy Lạp, giúp cho đế chế Hy Lạp mở rộng bờ cõi, cho đến khi nó rơi vào thế lực của La Mã cổ đại hàng thế kỷ sau khi ông qua đời. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!